Ai? Ai sẽ là người chiến thắng? Ai sẽ là người chuyện gì sẽ xảy ra trong cuộc đấu trí của những hot girl? Ai đủ quyết tâm và sự tập trung để nằm lòng những câu thành ngữ tiếng Anh khó nhằn? Em mềm hoài vậy? Sao phải học? Không học cũng thắng, hiểu chưa? Mỗi lần mà em tập trung được tí là em dễ bị mệt óc. Có khi nào mà Ngọc Lị học nhiều quá nên bị tẩu hỏa nhập ma luôn không? Đừng đùa với lửa. Đón xem câu trả lời trong tập 2 của 14 ngày đấu trí trên Yan TV vào 8:45 tối thứ 6 ngày 25 tháng 4 năm 2014.